Kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Ngày Mới trên kênh BRT để cập nhật thông tin thời sự vào buổi sáng mỗi ngày. Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần và cũng là một kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh thật nhiều niềm vui. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi sắp chuyển tải cũng là vấn đề mà quý vị quan tâm. Thưa quý vị, cứ đến mỗi kỳ nghỉ lễ thì vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông lại là vấn đề nóng, nhất là đối với địa phương thu hút nhiều khách du lịch như Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh này, lực lượng công an Bà Rịa Vũng Tàu có kế hoạch gì, phương án nào để giúp người dân vui đón lễ an toàn? Chương trình Ngày Mới hôm nay sẽ đề cập. Thời gian gần đây, chúng ta đang đẩy mạnh cuộc chiến chống rác thải nhựa. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân ngày càng có những hành động thiết thực để chống lại ô nhiễm trắng. Nhưng có một loại rác thải đặc thù khác luôn hiện diện trong đời sống sinh hoạt của mỗi gia đình mà chúng ta lại chưa thực sự quan tâm xử lý. Trong khi đó, đây lại là loại rác thải nguy hại và nếu không cẩn trọng sẽ gây ra tác hại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn nhiều so với các loại rác thải khác. Đúng vậy, đó chính là rác thải điện tử. Vậy làm thế nào để xử lý đúng cách đối với loại rác thải nguy hại này? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần cuối của chương trình. Nhưng trước khi theo dõi những nội dung trên, mời quý vị cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý được ghi nhận trong 24 giờ qua. Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình quán triệt thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Hội Doanh nhân Cựu chiến binh khóa 4 đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi. Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện mùa mưa bão. Bà Rịa Vũng Tàu tăng cường đảm bảo cho du khách tắm biển an toàn. Thưa quý vị, chiều hôm qua 30 tháng 8, đoàn công tác văn phòng Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến tình hình quán triệt thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo ban tổ chức, ban tuyên giáo, Sở Nội vụ, văn phòng Tỉnh ủy tiếp đoàn. Thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tính đến ngày 31 tháng 8, cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh giảm được 2 đơn vị, còn 15 cơ quan. Cấp phòng giảm 37 phòng ban, còn 144 phòng. Cấp huyện giảm 9 đơn vị, còn 87 cơ quan. Cấp xã giảm 21 hội nông dân các phường. Ngoài ra, tỉnh đã sắp xếp lại ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, sáp nhập Đảng ủy khối cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sáp nhập 8/8 trung tâm bồi dưỡng chính trị vào ban tuyên giáo cấp huyện. Thí điểm hợp nhất văn phòng huyện ủy với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đối với 2/8 đơn vị cấp huyện. Đối với cơ quan hành chính, tính đến ngày 30 tháng 6, tỉnh sắp xếp giảm 1 cơ quan hành chính trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, giảm 3 cơ quan hành chính trực thuộc các sở ban ngành cấp tỉnh, giảm 30 phòng thuộc sở và tương đương, giảm 27 phòng thuộc các chi cục và tương đương trực thuộc sở. Toàn tỉnh đã giảm được 26 đơn vị sự nghiệp công lập, sáp nhập và giảm được 89/565 thôn ấp khu phố. Trong quá trình thực hiện, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn gặp một số khó khăn do một số thủ trưởng cơ quan đơn vị còn e ngại, nể nang, chưa chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy. Số lượng tinh giản biên chế chủ yếu thuộc những trường hợp nghỉ hưu hoặc xin nghỉ việc, chưa mạnh dạn tinh giản biên chế đối với những trường hợp có trình độ, năng lực chuyên môn còn hạn chế. Việc xác định cán bộ công chức viên chức không hoàn thành nhiệm vụ thông qua đánh giá phân loại hàng năm còn mang tính định tính, khó đưa vào diện thực hiện tinh giản biên chế. Tại buổi làm việc với đoàn công tác văn phòng Trung ương Đảng, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kiến nghị Trung ương quy định chi tiết cụ thể về đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức, quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ chuyên trách xã phường thị trấn, có lộ trình sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, có chế độ giải quyết dôi dư đối với cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, quy định cụ thể về trình độ ngoại ngữ cho từng đối tượng cán bộ để thuận lợi cho công tác luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ. Trong 5 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp hội, ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo tại địa phương đã giúp cho gần 150.000 lượt hộ vay vốn với doanh số cho vay hơn 3.460 tỷ đồng. Qua đó, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đây là kết quả đưa ra tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 40/2014 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do Tỉnh ủy tổ chức.
Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 năm 2014 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến tháng 6 năm 2019, tổng nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội quản lý là hơn 2.610 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ đồng so với cuối năm 2014. Trong đó, nguồn vốn trung ương gần 1.770 tỷ đồng, chiếm 67,7% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn địa phương ủy thác 844 tỷ đồng, chiếm 32,3% tổng nguồn vốn. 11 chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, đã đạt tổng dư nợ gần 2.145 tỷ đồng, với trên 68.000 khách hàng vay vốn, tăng 906 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014. Nguồn vốn chủ yếu tập trung cho vay các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 40, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho 5 tập thể, 15 cá nhân. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam khen thưởng cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8 năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8 năm 2019, các đại biểu đã được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân, cũng thông tin về việc xây dựng Quân chủng Phòng không Không quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong tháng 9 năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, các báo cáo viên tuân thủ tuyệt đối nghiêm túc chỉ đạo về công tác thông tin tuyên truyền tình hình Biển Đông, tuyên truyền những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và những nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm, đồng thời tuyên truyền đậm nét nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Ban chỉ đạo đội thi Tự hào Đảng Quang Vinh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã họp về cách thức tham gia cuộc thi của khối. Trước đó, ngày 26 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thành lập đội tuyển dự thi gồm 24 thí sinh là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở 4 đảng bộ, trường chính trị tỉnh, trường cao đẳng sư phạm, sở văn hóa và thể thao, đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Tại cuộc họp thống nhất về cách thức tập luyện tham gia hội thi Tự hào Đảng Quang Vinh, Ban chỉ đạo đội thi của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thống nhất thời gian triển khai các hoạt động chuẩn bị cho cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 9. Đại diện 4 đảng bộ, trường chính trị tỉnh, trường cao đẳng sư phạm tỉnh, sở văn hóa và thể thao, đài phát thanh và truyền hình tỉnh đều thống nhất với phân công của ban chỉ đạo và sẽ phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong tập luyện. Hội thi Tự hào Đảng Quang Vinh cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Hội thi gồm có 3 vòng thi: báo công dân đảng, rạng ngời truyền thống đảng ta, tự hào đảng Quang Vinh. 79 học viên là cán bộ, công chức, ngạch cán sự và tương đương đến từ các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hành chính cơ bản cùng phương pháp thực hiện nhiệm vụ tại lớp bồi dưỡng kiến thức ngạch cán sự khóa 22. Lớp học do Sở Nội vụ phối hợp với trường chính trị tỉnh tổ chức. Tham gia lớp bồi dưỡng ngạch cán sự khóa 22, các học viên được bồi dưỡng những kiến thức của 21 chuyên đề, trong đó trọng tâm là một số vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước, pháp luật, pháp chế, xã hội chủ nghĩa, văn hóa công sở, lễ tân và nghi thức nhà nước, kỹ năng xây dựng chương trình kế hoạch, kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng. Khóa học giúp học viên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn công tác, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở đơn vị. Lớp học sẽ diễn ra trong 3 tháng. Hội nông dân tỉnh vừa tổ chức hội thi tuyên truyền nghị quyết đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Tham gia hội thi có 7 đội với hơn 70 thành viên đến từ Hội nông dân các huyện, thị, thành phố và xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.
Trong một ngày diễn ra hội thi tuyên truyền nghị quyết đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, các đội trải qua hai phần thi kiến thức và năng khiếu. Trong phần thi kiến thức, các đội thi hai nội dung trắc nghiệm và bốc thăm trả lời câu hỏi. Phần thi năng khiếu được thể hiện thông qua hình thức tiểu phẩm. Nội dung các phần thi tập trung giới thiệu về địa phương, về chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nội dung của nghị quyết đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội, trao dồi kỹ năng thuyết trình, tuyên truyền vận động của cán bộ hội cơ sở, góp phần đưa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết đại hội Hội nông dân các cấp đi vào cuộc sống. Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức đại hội khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2023 và tổng kết 15 năm hoạt động của mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế. Trong nhiệm kỳ mới 2019-2023, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi, thu hút và động viên được nhiều gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia, góp phần tích cực trong việc giảm nghèo, tăng hộ khá giàu trong hội viên Hội cựu chiến binh tỉnh. Ở nhiệm kỳ 2019-2023, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng nhằm giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, cựu chiến binh, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đánh giá về 15 năm hoạt động của mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, kết quả nổi bật là đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, luân chuyển giúp nhau về vốn, cây giống, con giống, kiến thức kinh tế xã hội, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Trong số này, mô hình của cựu chiến binh Hoàng Văn Vinh, xã Bào Chinh, huyện Châu Đức đã giúp nhiều hội viên cựu chiến binh mượn con giống. Câu lạc bộ xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ hỗ trợ nhau phát triển vườn bưởi da xanh. Đến thời điểm này, khi mưa bão đã khá dày, công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó với mùa mưa bão nhằm đảm bảo hệ thống điện được vận hành an toàn. Từ chỉ đạo của công ty điện lực tỉnh, điện lực các huyện, thị xã, thành phố tích cực rà soát hệ thống lưới điện, gia cố, bổ sung các thiết bị không đạt tiêu chuẩn an toàn, kiểm tra kết cấu cơ khí của hệ thống điện và thiết bị điện ngoài trời, trong nhà, những khu vực đông dân cư, phòng ngừa tình trạng rò rỉ điện. Nhóm phóng viên thời sự vừa ghi nhận về công tác triển khai ứng phó với mùa mưa bão của ngành điện trên địa bàn tỉnh. Tăng cường rà soát kiểm tra các thiết bị trong hệ thống lưới điện, công ty điện lực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng điện lực các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và từng địa phương thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân về an toàn lưới điện, những hướng dẫn cách xử lý các sự cố liên quan đến điện trong mùa mưa bão, hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm, hướng dẫn phòng tránh tai nạn do điện. Qua tờ rơi kèm giấy phiếu thu tiền điện hàng tháng được đưa đến tận nhà dân qua hệ thống truyền thanh cơ sở. Thì hôm nay thì các chủ ở công ty điện lực về đây thì cho tôi biết là cái sử dụng điện ở trong quần vợ này đó, tôi cũng sách này đó, tôi đọc tôi hiểu biết thì nhiều hơn, mấy chủ cũng cho biết là hiệu quả như vậy đó, thì tôi cũng cảm ơn các chủ rất nhiều. Công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu còn phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền phòng chống rủi ro do tai nạn điện, theo đó vận động nhân dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang lưới điện, thường xuyên kiểm tra hành lang lưới điện nhằm phát hiện các nhà ở, công trình có nguy cơ vi phạm để ngăn chặn kịp thời. Nối tiếp chương trình là những thông tin trong lĩnh vực an ninh trật tự. Dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay trùng với kỳ nghỉ cuối tuần nên dự báo lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng để trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự an ninh. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các lực lượng chức năng, nhất là công an trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu càng tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đến các đơn vị trực thuộc. Trong đó, phân công cụ thể cho từng lực lượng ứng trực, xử lý triệt để mọi tình huống mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh. Tăng cường lực lượng xuống địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những nơi tổ chức các cuộc vui chơi, giải trí, lễ hội, các khu tập trung, du lịch đông người, nhằm răn đe, phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Quản lý lưu trú, tăng cường kiểm tra các nhà nghỉ, nhà trọ, nhà hàng, khách sạn, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại thị xã Phú Mỹ, cửa ngõ vào Bà Rịa Vũng Tàu cũng là một trong những nút giao thông quan trọng, nên đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh được các lực lượng công an rất chú trọng.
công an tuyến phường xã tăng cường ứng trực, đảm bảo 100% quân số, tăng cường kiểm tra các nhà trọ, kiểm tra về phòng chống cháy nổ, đồng thời tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác với tội phạm trộm cắp, cướp giật. Hôm nay lực lượng công an khu phố xã phường có đến kiểm tra an ninh trật tự về phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cảm thấy rất yên tâm và sẽ cố gắng để giữ gìn trật tự an ninh. Là tâm điểm du lịch của tỉnh, các lực lượng công an thành phố Vũng Tàu chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra các địa bàn thường xảy ra tệ nạn xã hội, những cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ nhằm phòng ngừa và phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật. Thì ngay từ đầu tháng 8, chúng tôi đã tham mưu cho Thành ủy ban có kế hoạch chỉ đạo để huy động cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kể cả vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Đúng ngày lễ thì lực lượng công an, lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát hình sự và công an phường là chúng tôi trực 100% quân số và đều ra đường để đảm bảo cái an ninh trật tự cho du khách. Chủ động tích cực trấn áp tội phạm, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông với các lực lượng công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ là nhiệm vụ mà còn là quyết tâm bảo vệ bình yên cho người dân, du khách vào Bà Rịa Vũng Tàu được tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trọn vẹn, ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt, ngày đất nước Việt Nam khẳng định vị thế một dân tộc độc lập, dân chủ, tự cường. Thưa quý vị, đảm bảo du khách tắm biển an toàn cũng là để tạo dựng thương hiệu cho du lịch biển của tỉnh. Những năm qua, công tác cứu hộ luôn được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện một cách cẩn trọng, chu đáo, từ việc đầu tư các phương tiện phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn đến công tác đào tạo cho lực lượng cứu hộ viên. Do vậy, rất hiếm khi Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận tình trạng du khách vui chơi tắm biển gặp những tai nạn thương tâm. Thực hiện xuyên suốt quanh năm, nhưng trước mỗi dịp lễ Tết, các nội dung, phần việc phục vụ cho công tác cứu hộ lại được tăng cường hơn. Đảm bảo cho du khách một kỳ nghỉ Quốc khánh an toàn, Ban quản lý các khu du lịch từng địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều xây dựng kế hoạch phối hợp với doanh nghiệp du lịch có bãi tắm, hồ bơi, ứng trực 100% nhân sự, kể cả thời gian ngoài giờ, và tập trung lực lượng cứu hộ nhiều nhất ở những khu vực có ao xoáy, có dòng chảy xiết. Phục vụ lễ 29 này thì khu du lịch Biển Đông đã là xác định rất rõ là về cái lượng khách về Vũng Tàu tương đối đông. Trên về cái đảm bảo cái an toàn cho khách tắm biển là một trong những nhiệm vụ mà khu du lịch đặt ra hàng đầu. Trên khu du lịch Biển Đông đã là củng cố lại cái lực lượng cứu hộ và quán triệt anh em là có như túc trực để đảm bảo công tác an toàn cho du khách tắm biển. Khi mà những anh em cứu hộ tuyên truyền và báo ao sấy những chỗ nguy hiểm thì mong những người khách đó là phải hợp tác và luôn luôn lắng nghe sự hướng dẫn của những anh em cứu hộ. Thu hút đông du khách về dưới biển, ngành chức năng từng địa phương có biển cùng các cơ sở doanh nghiệp du lịch ven biển tại Bà Rịa Vũng Tàu chủ động triển khai nhiều giải pháp đón khách đến vui chơi tắm biển an toàn dịp lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ, bản thân du khách cũng phải nâng cao ý thức bảo vệ mình, tuân thủ đúng hướng dẫn của lực lượng cứu hộ khi xuống biển. Khép lại dòng quay 24 giờ hôm nay là những thông tin về giải bóng đá U15 quốc tế Cup Ace Cup 2019. Chiều hôm qua 30 tháng 8, giải đấu diễn ra những trận cuối cùng. Đội U15 Nga gặp U15 Myanmar và U15 Việt Nam đối đầu với U15 Hàn Quốc. Được thời tiết ủng hộ, cả hai trận đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Chỉ trong 15 phút đầu tiên của hiệp 1, U15 Nga đã liên tiếp ghi 3 bàn vào lưới U15 Myanmar. Những người lập công cho gấu Nga là số 20 Dazarenko ở phút thứ 5 và số 9 Denis Puskarev ở phút thứ 15. Bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới của hậu vệ bên phía U15 Myanmar. Bị dẫn với cách biệt, huấn luyện viên Minh Thu buộc phải tung những cầu thủ chủ chốt vào sân. Dù vậy, trước sự quyết tâm của các cầu thủ U15 Nga, đại diện Đông Nam Á chỉ ghi được bàn thắng danh dự ở phút thứ 62 do công của số 17 Kyaw Min Khan. Giành thắng lợi 3-1 trước U15 Myanmar, đội tuyển U15 Nga đoạt huy chương đồng giải bóng đá U15 quốc tế 2019 Cup Ice Cup. Đúng như kỳ vọng của khán giả, trận đấu được chờ đợi giữa U15 Việt Nam và U15 Hàn Quốc diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Tuy nhiên, nhiều cơ hội ngon ăn đã bị hai đội bỏ lỡ, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, đội U15 Hàn Quốc tận dụng ưu thế về chiều cao, ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 50 do công của tiền đạo Lee Kyo-dong.
Tuy nhiên, được sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà, U15 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quật khởi và ghi liên tiếp hai bàn thắng ở phút thứ 74 và 77 do công của tiền đạo Cái Văn Quỳ để vượt lên dẫn ngược đối thủ. Những tưởng với khí thế ấy, U15 Việt Nam sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Thế nhưng U15 Hàn Quốc đã dùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối và ghi thêm hai bàn thắng để đánh bại U15 Việt Nam với tỷ số 3-2. Với ba chiến thắng tuyệt đối, U15 Hàn Quốc xứng đáng đoạt ngôi vô địch giải bóng đá U15 quốc tế 2019. U15 Việt Nam về nhì với 2 trận thắng và 1 trận thua. Vừa rồi là những thông tin trong tỉnh. Bây giờ chương trình Thời sự ngày mới sẽ tiếp tục với phần cập nhật những thông tin quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ qua. Mỹ ra mắt Bộ Chỉ huy Không gian. Ấn tượng triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Mars 2019. Công bố danh sách 10 thành phố an toàn nhất thế giới. Liên Hiệp Quốc kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Amazon. Phát hiện gen đột biến mới kháng HIV. Thế giới 360 độ hôm nay tiếp tục cập nhật đến quý vị những diễn biến đáng chú ý về tình hình thế giới 24 giờ qua. Đầu tiên là thông tin liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Cơ quan Hợp tác An ninh và Quốc phòng Hungary vừa cho biết Mỹ đã đồng ý bán 180 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến trị giá 500 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường năng lực quân sự cho quốc gia Đông Âu này. Đây là một phần trong số các khí tài mà trước đó chính phủ Hungary đã đề nghị mua của Mỹ. Số tên lửa mà Mỹ đồng ý bán cho Hungary là loại AIM-120C7 do công ty Raytheon sản xuất. Hiện đã có hơn 14.000 tên lửa loại này được cung cấp cho quân đội Mỹ cùng 37 khách hàng quốc tế khác. Cơ quan Hợp tác và Quốc phòng Hungary cho biết, với tư cách một thành viên NATO, từ năm 1999, nước này sẽ sử dụng số tên lửa trên để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và mở rộng khả năng nhằm ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực. Ngoài tên lửa AIM-120C7, Hungary cũng đang nhắm tới các tên lửa huấn luyện, thiết bị an ninh thông tin và mật mã, cùng một số các thiết bị liên quan khác của Mỹ. Tiếp tục bản tin là thông tin mới nhất về hoạt động quân sự trong không gian của Mỹ. Thưa quý vị, Mỹ đang tiếp tục hiện thực hóa tham vọng về quân sự vũ trụ. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump vừa cho ra mắt Bộ Chỉ huy Không gian SPACECOM thuộc Bộ Quốc phòng nhằm kiểm soát các hoạt động quân sự của Mỹ trong không gian. Bộ Chỉ huy Không gian SPACECOM sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động quốc phòng trong không gian. Bộ này tương đương Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tư lệnh lực lượng không quân Mỹ ông John Raymond được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Chỉ huy mới này. SPACECOM là Bộ Chỉ huy thứ 11 của Lầu Năm Góc và là Bộ Chỉ huy thứ 2 được thành lập trong vòng 2 năm qua. SPACECOM từng được thành lập vào năm 1985, trực thuộc lực lượng không quân, nhưng đến năm 2002 thì sáp nhập vào Bộ Chỉ huy Chiến lược. Sau khi thành lập SPACECOM, Mỹ sẽ tiếp tục thành lập lực lượng không gian, lực lượng thứ 6 trong các lực lượng vũ trang Mỹ, sau lục quân, không quân, thủy quân lục chiến và cảnh sát biển. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Những màn nhào lộn thú vị kèm theo tiếng gầm rú của các loại máy bay phản lực và trực thăng Nga là ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Mars 2019 đang diễn ra ở Zhukovsky, ngoại ô của thủ đô Moscow. Tham dự triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Mars 2019 có hơn 800 doanh nghiệp, trong đó có hơn 180 công ty nước ngoài đến từ 29 quốc gia như Đức, Anh, Pháp, Mỹ, Iran. Đây cũng là năm đầu tiên Trung Quốc tham dự triển lãm với tư cách đối tác. Tạo ấn tượng tại Mars năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 cùng mẫu trực thăng hạng sang Aurus lấy cảm hứng từ ô tô Aurus Sinat dành cho Tổng thống Nga. Một điểm đáng chú ý khác là sự hiện diện lần đầu tiên của mẫu máy bay chở khách tầm trung MS-21 của Nga do công ty Irkut chế tạo, dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt năm 2021. Ngoài ra, dự án taxi trực thăng phục vụ thủ đô Moscow vốn thường hay tắt đường cũng được giới thiệu tại triển lãm năm nay. Một thông tin đáng chú ý dành cho nhiều người có sở thích đi du lịch. Thưa quý vị, Economic Intelligence Unit, EIU, cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tạp chí Economic, mới đây đã đưa ra danh sách những thành phố an toàn nhất thế giới. Theo danh sách này, thì lần thứ ba liên tiếp, thành phố Tokyo của Nhật Bản vượt qua 60 thành phố trên khắp năm châu, giữ những vị trí đầu tiên.
Tokyo, Nhật Bản chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các thành phố an toàn nhất thế giới lần thứ 3 liên tiếp, trong khi Singapore và Osaka của Nhật Bản duy trì vị trí giống như lần xếp hạng trước đó, lần lượt là thứ 2 và thứ 3. Các thành phố châu Á-Thái Bình Dương thống trị top 10 với Sydney, Seoul và Melbourne. Chỉ số này xếp hạng 60 thành phố trên 5 châu lục, dựa trên yếu tố an ninh mạng, y tế, cơ sở hạ tầng và an ninh cá nhân để đánh giá an toàn đô thị nói chung. Các thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng cho phép người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có hệ thống an ninh mạng chuyên nghiệp và liên tục lập các kế hoạch đối phó với thảm họa hoặc cảnh sát thường xuyên tuần tra. Những thông tin về môi trường, tài nguyên, khoa học, công nghệ, y học sẽ liên tục bản tin Thế giới 360 độ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres vừa ngỏ ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về tình trạng hiện tại của rừng Amazon. Nếu được tổ chức, hội nghị này sẽ diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ ngày 20 đến 23 tháng 9 tới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres đã nhấn mạnh đến tình trạng nghiêm trọng của thảm họa cháy rừng Amazon, đồng thời hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ vận hành mạnh mẽ để hỗ trợ các nước trong khu vực dập tắt các đám cháy một cách nhanh nhất có thể và triển khai một chính sách trồng rừng toàn diện sau đó. Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil thông báo đã ghi nhận được 1.040 đám cháy đang diễn ra tại khu vực rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này. Trong khi đó, Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro, sau khi khước từ đề nghị giúp đỡ của nhóm 7 nền công nghiệp lớn nhất thế giới G7, đến nay cũng đã thay đổi quyết định, khi tuyên bố sẵn sàng chấp nhận viện trợ quốc tế chống cháy rừng với điều kiện Brasilia sẽ điều phối các nguồn lực trên. Ngoài ra, ông cũng ký sắc lệnh cấm đốt rừng làm rẫy trên toàn lãnh thổ trong 60 ngày. Một thành tựu mới đầy triển vọng của ngành y khoa thế giới đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học sẽ được truyền đến quý vị ngay sau đây. Đó là niềm hy vọng mới cho bệnh nhân nhiễm virus HIV. Thưa quý vị, các nhà khoa học Tây Ban Nha vừa công bố phát hiện gen đột biến hiếm gây ra chứng loạn dưỡng cơ, nhưng lại có khả năng kháng virus HIV. Loại gen đột biến mới được phát hiện có liên quan đến gen transportin 3, nhưng ở dạng hiếm hơn. Gen transportin 3 được tìm thấy cách đây vài năm trong cơ thể các thành viên một gia đình tại Tây Ban Nha mắc chứng loạn dưỡng cơ tuyếp 1F. Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy tế bào bạch huyết của những người mắc chứng bệnh trên có khả năng kháng HIV một cách tự nhiên. Kết quả này cho phép các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cách thức lây lan của virus này. Bước tiến mới này được công bố sau một thập kỷ kể từ khi ông Timothy Brown, người Mỹ, còn được biết tới với tên gọi bệnh nhân Berlin, trở thành người đầu tiên được chữa khỏi HIV nhờ ghép tủy xương từ người hiến tạng mang gen đột biến CCR5, có khả năng kháng loại virus này. Theo các nhà khoa học, HIV là một trong những loại virus được nghiên cứu nhiều nhất, nhưng đến nay vẫn còn nhiều điều chưa được giải đáp. Chẳng hạn như lý do tại sao chỉ có 5% số người nhiễm HIV tiến triển thành bệnh S. Điều đó chứng tỏ con người vẫn chưa hiểu nhiều về cơ chế kháng nhiễm đối với loại virus này. Thông tin về tình hình thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra đang được nhiều trang báo đăng tải. Theo thông tin đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, qua báo cáo về thiệt hại ban đầu của Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bão số 4 thiệt hại trên đất liền nhỏ nhưng trên biển rất lớn. Bão số 4 đã khiến một người chết, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, một tàu chìm và nhiều tàu bị hư hỏng. Bộ Quốc phòng đã điều 10 tàu cứu nạn ngoài biển, trong đó cứu được 60 người, nhưng vẫn có hàng chục người vẫn ở lại trên biển dù đã có thông báo bão. Trước tình trạng trên, Bộ Quốc phòng cho rằng cần xem lại công tác kêu gọi tàu, kiểm đếm thuyền của địa phương có thực chất hay không. Sau khi Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân, nhiều chuyên gia đã đề xuất các ngưỡng giảm trừ mới phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo Bộ Tài chính, hiện nay mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế hiện đang là 9 triệu đồng một tháng đối với người nộp thuế và 3 triệu 600 ngàn đồng một tháng đối với mỗi người phụ thuộc. Ngưỡng chịu thuế này đã duy trì hơn 6 năm và được đánh giá là hết sức lỗi thời so với mặt bằng giá cả hiện nay. Liên quan đến vấn đề này, Báo Thanh Niên có bài phản ánh tăng mức giảm trừ gia cảnh lên gấp đôi. Hiện nay mức giảm trừ gia cảnh được Bộ Tài chính đề xuất chưa có con số cụ thể vì sẽ căn cứ vào chỉ số CPI, tăng trưởng kinh tế những năm qua, mức lương tối thiểu bình quân tăng như thế nào. Nhiều ý kiến cho rằng lần điều chỉnh này cần đưa ra mức tăng tương ứng gần nhất là 125%,
còn không thì mức tăng phải gấp đôi để có thể áp dụng trong vòng 5-6 năm tới, trong thời gian chờ luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung ban hành có hiệu lực. Theo thống kê năm 2018 của Tổ chức Ung thư Toàn cầu, bệnh ung thư hàng năm cướp đi sinh mạng khoảng 8,2 triệu người trên thế giới và 14,1 triệu ca mới. Khoảng 65% bệnh nhân sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ mắc bệnh cao. Mỗi năm có hơn 300.000 bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh ung thư, 165.000 ca mắc mới và 115.000 bệnh nhân tử vong do ung thư. Thông tin này được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo thông tin trong bài viết, mặc dù con số ung thư của Việt Nam rất cao, nhưng hầu hết người bệnh ung thư ở Việt Nam khám và điều trị ở giai đoạn muộn, tỷ lệ chữa khỏi và tỷ lệ sống thấp. Hiện Việt Nam có 8 bệnh viện chuyên khoa, 69 trung tâm hay khoa hoặc đơn vị chuyên điều trị ung bướu. Chính vì vậy, điều trị ung thư đa chuyên khoa là xu hướng tất yếu hiện nay, nhằm cải thiện, tăng cường hiệu quả và chất lượng chăm sóc và điều trị. Từ đầu tháng 7 âm lịch, những gian hàng bánh trung thu đã mọc lên khắp các con phố. Những chiếc bánh trung thu được sản xuất sớm, đóng hộp và để hàng dài trên quầy, tủ kính, chờ người đến mua. Tuy nhiên, việc trưng bày sản phẩm trong một thời gian dài trong thời tiết nắng mưa thất thường làm cho người tiêu dùng lo lắng về chất lượng của sản phẩm. Theo cảnh báo của các chuyên gia dinh dưỡng được báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải, thì bánh trung thu được làm từ rất nhiều nguyên liệu khác nhau, trong đó có cả nguyên liệu giàu chất béo. Do đó, đặc tính của bánh trung thu là bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu bánh trưng bày ở lề đường trong thời gian dài mà không có những biện pháp bảo quản như tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời, cũng như không đảm bảo nhiệt độ ổn định do mưa nắng thất thường, sẽ khiến bánh trung thu bị giảm đi chất dinh dưỡng, thậm chí là nấm mốc, hư hỏng. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay trùng vào dịp cuối tuần, do vậy nhu cầu đi lại của người dân dự báo sẽ tăng cao, trật tự an toàn giao thông vì thế cũng sẽ diễn biến phức tạp hơn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp cao điểm này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cảnh sát giao thông các huyện, thành phố, tùy vào tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị mà tăng cường quân số ứng trực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Phan Văn Miến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào Thượng tá. Thượng tá nhận định như thế nào về tình hình trật tự an toàn giao thông trong cái dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay? Và từ đó phòng có cái kế hoạch như thế nào để đảm bảo cái an toàn giao thông trước, trong và sau dịp lễ này ạ? Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là cái nơi du lịch, do đó cái người dân tham gia cái giao thông rất là đông. Do đó những cái nơi tuyến quốc lộ là hoặc là một số cái địa bàn, cái địa phương trong tỉnh là sẽ có cái ùn tắc giao thông. Thì từ chỗ đó là cái lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã cái tăng cường về công tác tuần tra kiểm soát và xử lý các cái vi phạm về cái nồng độ cồn, chạy quá cái tốc độ và các cái hành vi vi phạm khác. Cái dịp lễ 2 tháng 9 thì theo cái thường lệ là thanh thiếu niên thường có cái tính hiếu kỳ tham gia về cái gây rối trật tự công cộng, về cái việc là đua xe trái phép. Thì từ cái chỗ đó thì riêng phòng đã có một cái kế hoạch là phối hợp với các cái địa phương, cái địa bàn ở Châu Đức cũng như địa bàn ở Phú Mỹ và các cái địa phương, địa bàn giáp ranh như ở tỉnh Đồng Nai. Từ cái chỗ đó để phòng ngừa về cái đảm bảo về trật tự an toàn giao thông, về cái thanh thiếu niên coi như là tham gia, coi như là đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng trong những cái ngày lễ. Một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông, nhất là vào các dịp cao điểm. Lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch thế nào để giải quyết vấn đề này trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 ạ? Thì riêng cái dịp lễ thì trong 2 tháng 9 thì phòng cũng đã có chuẩn bị về cái kế hoạch về phòng ngừa ùn tắc giao thông trên các cái tuyến quốc lộ, đặc biệt là cái quốc lộ 51. Và chúng tôi đã có một cái là sự điều tiết là chỉ huy giao thông và các cái chốt đèn để làm thế nào để đảm bảo để cho người dân đi lại thông suốt và an toàn. Thông qua là cái dịp lễ thì cũng điều tra cơ bản các cái tuyến địa bàn đã thấy đây có những cái biển hiệu hoặc là những cái nơi không có đảm bảo an toàn, cái đề xuất và kiến nghị với các cái cơ quan ban ngành.
Thì cái thứ nhất, nếu mà trường hợp mà cái xe cái lưu lượng đông thì có thể là ta điều chỉnh cái chốt đèn để cho đảm bảo, để cho người dân đi lại để thông suốt. Hoặc là cái những cái chốt đèn mà ùn tắc giao thông là cũng có thể là ta mở để xả cái tiếng. Và đồng thời là phối hợp với cái trạm BOT để cái thực hiện về cái đảm bảo để cho người dân để tham gia giao thông. Nếu mà trường hợp ùn tắc giao thông là cũng phải xả trạm. Hoặc là cái BOT phải tăng cường cái lực lượng để làm như thế nào để bán vé hay hoặc là lưu lượng thế nào để điều tiết giao thông. Xin cảm ơn thượng tá đã tham gia cuộc trao đổi này ạ. Chúng ta hy vọng với những giải pháp và nỗ lực trên thì trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ được đảm bảo. Số vụ tai nạn giao thông, va chạm giao thông hay là vi phạm giao thông cũng đều sẽ giảm để cho mọi người, mọi nhà đều có một kỳ nghỉ lễ độc lập, vui vẻ, hạnh phúc. Đúng vậy, nhưng mà tuy nhiên chỉ nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông thôi thì không đủ. Vì để an toàn cho mình, cho mọi người thì bản thân của người tham gia giao thông phải nghiêm túc chấp hành các quy định của luật giao thông, ứng xử gian quá trong quá trình lưu thông hay chẳng may va chạm khi tham gia giao thông, sẵn sàng cứu giúp người chẳng may bị nạn. Có như thế thì tai nạn giao thông hay những thương vong thiệt hại do tai nạn giao thông mới được kéo giảm và mọi người sẽ có những chuyến hành trình vui vẻ an toàn. Thưa quý vị, cuộc sống con người ngày càng gắn chặt với công nghệ cũng đồng nghĩa với việc sẽ ngày càng có nhiều rác thải điện tử. Đúng vậy á. Tôi thấy là chúng ta đang rất mạnh mẽ trong cuộc chiến với rác thải nhựa, nhưng lại chưa chú trọng đến rác thải điện tử. Trong khi đó, đây là loại rác thải đặc thù nguy hại, và nếu không cẩn trọng sẽ gây ra tác hại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn nhiều so với các loại rác thải khác. Và chúng ta đang gặp những sai lầm thường thấy như thế nào với rác thải điện tử, và nên xử lý ra sao cho đúng? Mời quý vị cùng tìm hiểu. Với gia đình nhà tôi thì thói quen sử dụng đồ điện tử này cũng như là các thiết bị trong gia đình thì cũng giống như bao nhiêu gia đình khác thôi. Thì là cứ khi nào mà hết pin ý thì là chúng tôi vứt đi thôi. Gia đình anh Hiếu cũng giống như rất nhiều gia đình khác tại Việt Nam, sử dụng các thiết bị điện tử rồi vứt lẫn vào các loại rác thải khác. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sự nguy hại từ thói quen này. Chỉ trong một viên pin nhỏ có các kim loại nặng như chì, thủy ngân, kẽm, cadmium, lithium. Nếu chất bừa bãi ra môi trường, các kim loại này sẽ ngấm vào đất, nước, làm ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chính con người. Chất thải điện tử lẫn trong rác thải và chúng ta đưa đi chôn lấp thì chúng ta sẽ làm cho cái vùng đất đó nó chứa những chất thải không phân hủy được trong hàng trăm năm, nhiều năm, và như vậy thì cái bãi chôn lấp ấy vừa tăng cái thể tích chôn lấp mà vừa làm khó cái khả năng hoàn trả lại thành ra những thành phần đất môi trường không thể phân hủy trong tự nhiên. Vậy xử lý rác thải điện tử ra sao? Từ năm 2015, chương trình Việt Nam tái chế ra đời là một tín hiệu đáng mừng cho việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân cũng như thu gom rác thải điện tử độc hại. Sau khi biết đến chương trình, bà Phạm Thị Thạch để dành đồ điện tử cũ hư hỏng trong nhà giao lại cho các tình nguyện viên của mình. Thì chúng tôi cũng rất muốn là tất cả mọi người dân sống đều có ý thức thu gom để đưa về tái chế đúng nơi quy định. Thế còn là cái bán thực ra thì nó không được là bao nhiêu cả, mà làm hại cho cái môi trường rất là lớn, và hại trước hết là hại cho chính mình. Sau khi được thu gom, những thiết bị điện tử này sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng có giấy phép phù hợp theo quy định và đưa đến nhà máy được cấp phép xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy trình tái chế an toàn, thân thiện với môi trường. Ngoài 10 điểm thu gom thường xuyên tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Việt Nam tái chế hiện đang được tổ chức thu gom rác thải điện tử miễn phí tận nhà cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Hai thành phố lớn này thì mỗi nơi là đặt 5 thùng thu gom rác thải điện tử hoàn toàn miễn phí cho người dân mang rác thải điện tử đến bỏ. Tức là ai có thì là mình cứ tự động là mang đến thùng thôi, xử lý miễn phí. Thế thì là nếu mà người dân mà có rác thải điện tử thì có thể liên hệ thông qua chương trình theo fanpage Việt Nam tái chế hoặc là theo cái số điện thoại hotline của chương trình là 0933882205. Năm 2018, tổng khối lượng chất thải điện tử mà chương trình Việt Nam tái chế đã thu gom đạt hơn 10 tấn. Mặc dù chưa đạt được mức tăng cao, nhưng con số này vẫn cho thấy ý thức của người dân Việt Nam về tác hại của rác thải điện tử cũng đang tăng dần. Rác thải điện tử nếu thu hồi đúng cách thì kim loại nhựa và thủy tinh trong các thiết bị này hoàn toàn có thể được tái sử dụng, giúp tiết kiệm tài nguyên,
còn các chất thải nguy hại sẽ được xử lý an toàn. Chương trình ngày mới tiếp tục với bản tin giá cả thị trường về một số mặt hàng tiêu dùng được nhiều người quan tâm và đang có nhiều biến động về giá. Giá vàng trong nước đang giảm theo xu hướng của giá vàng thế giới. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức mua vào 42.200.000 đồng, bán ra 42.680.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và 270.000 đồng một lượng ở chiều bán. Còn công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào 42.350.000 đồng một lượng, bán ra 42.720.000 đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên ngày 30 tháng 8. Giá cà phê nguyên liệu giảm 500 đồng mỗi ký so với trước đó. Hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 đồng đến 32.300 đồng một ký. Dự báo mưa lớn kéo dài tại một số khu vực ở Tây Nguyên có thể ảnh hưởng tới mùa vụ cà phê tới. Yếu tố này đã hỗ trợ giá cà phê trong nước. Giá hành củ tím tươi bán tại vườn ở tỉnh Ninh Thuận đang ở mức 40.000 đến 45.000 đồng một ký, cao gấp đôi so với những năm trước. Nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất hành tại Ninh Thuận đạt cao, mỗi sào tức 1.000 mét vuông cho thu hoạch từ 1,5 đến gần 2 tấn. Năm nay, nhiều nơi giảm diện tích trồng hành, trong khi hành củ Ninh Thuận có chất lượng tốt nên giá tăng giọt lên. Ngoài ra, hành củ giống của địa phương cũng đang hút hàng. Vì giống bằng hạt nhập khẩu mấy năm vừa qua không hiệu quả bằng giống trồng bằng củ của địa phương. Thời tiết đang diễn biến khá phức tạp, để chủ động cho công việc và những dự định vui chơi ngày hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới vẫn đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ chậm khoảng 10 đến 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông bắc đảo Lưu Dông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khoảng ngày 1 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, phía đông kinh tuyến 115,5 độ kinh đông, phía bắc vĩ tuyến 16 độ vĩ bắc, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 31 tháng 8. Hôm nay mưa tại khu vực tỉnh có xu hướng giảm so với những ngày qua, nguyên nhân là giải hội tụ nhiệt đới suy yếu. Thời tiết khu vực tỉnh phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày có nắng gián đoạn, đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 85 đến 94%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi ngày nắng, đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông, đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật trên cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 độ, độ ẩm tương đối 87%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam mạnh cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Diễn biến thời tiết biển trong những ngày tới khả năng sẽ xấu đi, bà con ngư dân cần đặc biệt chú ý. Tại Vũng Tàu ngày 31 tháng 8 năm 2019, mực nước cao nhất 390cm xuất hiện lúc 2 giờ 45 phút, thấp nhất 25cm xuất hiện lúc 20 giờ 15 phút. Đến đây, chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin và chương trình thời sự tiếp theo.